rồi các okay, anh chị nha chúng ta cùng nhau trở lại rồi cảm ơn chị rất là nhiều rồi à, cho tôi hỏi là trong những ngày vừa qua anh chị à, và cũng như à, qua cái nội dung tối qua tôi chia sẻ anh chị Là cái nội dung mà chúng ta sẽ gì à, cái bí kíp để chúng ta có thể là luôn sống có một cái cuộc sống mà à, sung túc và đủ đầy với anh chị ha à, bao trong số anh chị chúng ta đã bắt đầu Uh, rèn luyện những thói quen là mình tập trung mình quan sát bản thân mình nhiều hơn đâu uh, ạ thay vì trước giờ chúng ta cứ tập trung uh, 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 nhìn ra bên ngoài cái việc mà chúng ta nhìn vào mình ấy anh chị là anh chị quay vào trong mới nhìn nó không dễ anh chị nhìn ra ngoài dễ hơn uh, nhưng mà đó là vì sao mà chúng ta không được hạnh phúc và đó là vì sao mà chúng ta hay cảm thấy uh, bị thiếu cảm thấy bị thiếu của anh chị ha và chính cái cảm giác thiếu đó nó, nó dẫn tới những cái uh, uh, vấn đề những cái điều mà không có thuận lợi làm cho cuộc sống mình nó ngày càng đi xuống anh chị Và anh chị biết không ạ à? à, Cái việc mà chúng ta tập trung vào mình anh chị Là một trong những cái chìa khóa Sẽ giúp cho cuộc sống của anh chị trở nên thịnh vượng hơn Đủ đầy hơn và hạnh phúc hơn Chứ không phải là tập trung quá Thì đổi người khác đâu anh chị nha Tại vì khi anh chị tập trung quá Thì đổi người khác ấy Thì không có làm được đâu ạ à. Ngoài cái cơ thể này của anh chị ra Thì không có cái điều gì ngoài cái cơ thể này là của mình hết à, Nếu anh chị muốn thay đổi uh, Những cái gì trên cơ thể của mình Thì ok được Nhưng mà của người khác là người ta không cho Mà chúng ta tự thay đổi là tới công chuyện nha Không phải của mình Thứ hai là Có những cái là không phải của mình anh chị Của vũ trụ Mà mình muốn lấy không phải là mình nói là tôi muốn lấy cái đó Tôi thích cái đó tôi muốn được cái đó và không Vũ trụ sẽ hỏi là bạn hãy phát triển mình trở thành người xứng đáng đi rồi bạn sẽ có chứ phải mình đòi hỏi mình nhảy đành đạch anh chị nha tôi muốn có thu nhập 100 triệu tôi khao khát tôi nhập 100 triệu cái mình gào thấy là mình khóc lóc và mình làm đủ kiểu vũ trò không phải đâu ạ à. mà chúng ta cần phải gì à? phát triển bản thân mình lên anh chị nha và tập trung vào mình đầu tiên tập trung vào mình xem xem mình thiếu cái gì mình cần hoàn thiện cái gì và mình phát triển lên hoàn thiện mình đúng không ạ à? Vậy thì từ nay về sau anh chị, cái nhiệm vụ của chúng ta là quan sát gì ạ? À? Từng cái suy nghĩ, từng cái cảm xúc, hành động của mình. Chỉ hướng cái suy nghĩ, cái cảm xúc, à, cái lời nói, cái hành động của mình tới những điều mà mình mong muốn thôi. Được không ạ? À? À, tới những điều mình mong muốn thôi anh chị. Tới cái cuộc sống mà các anh chị mong muốn thôi. Còn cái nào không muốn thì mình gạt qua bên nha Không cần để tâm luôn Không cho nó một cái cơ hội nào được vào trong tâm trí mình luôn anh chị Đó là quyền lựa chọn anh chị ạ Chúng ta được quyền lựa chọn là Nghĩ tới điều gì Nhìn thấy cái gì Nghe cái gì Làm cái gì Và chúng ta phải hiểu được rằng mọi thứ mà nó đến với cuộc đời của mình ấy, Là nó đều do cái bên trong của mình thu hút về các anh chị ghi ra câu này và, và đóng khung mà đẹp tất cả mọi thứ đến với cuộc đời của mình về tất cả các khía cạnh anh chị nha Điều là do bên trong của mình thu hút về được không ạ à? cho nên là một cái điều đó mà các anh chị cảm thấy không hài lòng ấy hãy bắt đầu tập quan sát mình nhiều hơn từ suy nghĩ cảm xúc lời nói hành động xem xem nó có đi đúng hướng chưa có lệch không để mình hướng nó về anh chị Đến những cái điều tích cực và tốt đẹp Mình kéo nó về Xem những điều mình muốn Mục tiêu 30 ngày Mục tiêu năm Mục tiêu tháng Đúng không ạ? À? Theo anh chị Khi mà các anh chị đang Cái suy nghĩ của anh chị hay là Cái tâm trí anh chị đang đi xa Anh chị có biết không? Bắt đầu tập trung vào những điều không tích cực Anh chị biết không ạ? À? Biết nhưng mà bởi vì ngày trước là Mình không biết cách chuyển hóa anh chị mình để cho nó lầy luôn á mình nhay luôn anh chị mình nằm bẹp dí đó luôn có em mình gọi là mình phó thác là muốn sao cũng được chịu đúng này rất đúng ngày xưa mình biết á nhưng mà mình phó thác luôn anh chị hả à? mình nói thôi giờ muốn nghĩ gì nghĩ muốn làm gì làm chứ giờ cũng không biết cách nào hết mình bò mình phó thác bây giờ mình biết cách rồi mình hoàn toàn có thể chuyển hướng đi được chuyển hóa nó anh chị thì khi anh chị chuyển hướng nó theo cái đến cái nơi mà các anh chị muốn đến đến cái kết quả mà các anh chị muốn có thì anh chị tự động thấy cuộc sống mình nó sẽ thu hút rất nhiều những điều may mắn nha, phép màu sẽ đến với mình và thì anh chị thấy sẽ có rất nhiều những cái nguồn tiền nó về từ mọi ngõ ngách, à bao trong số anh chị từ ngày vào câu lạc bộ chúng ta đã mở rộng và uh, gia tăng được cái sự hiểu biết của mình và có một cái niềm tin, như là các anh chị đã gia tăng cái niềm tin rằng là tiền nó không phải là chỉ đến từ cái nguồn thu nhập của mình thôi, nó thể đến từ bất kỳ mọi nguồn nào thì các anh chị comment tôi à và các anh chị đã 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 mở rộng cái cửa để đón nhận những nguồn tiền đó chưa anh chị? nào tiền uh, có người cho thu hồi thu nhập tài sản gia tăng đúng mà rất là nhiều nguồn ngày xưa mình chỉ mặc định là chắc là có một nguồn thôi nhưng bây giờ anh chị thấy có nhiều nguồn không? rồi anh chị thấy có rất nhiều điều tuyệt vời để mình giúp mình đạt mục tiêu một cách dễ dàng hơn à bao trong số anh chị chúng ta cảm nhận được là từ ngày mình học về luật hấp dẫn về sức mạnh tiềm thức mình ứng dụng thì mình thấy những cái điều mà mình mong muốn ấy, từ việc nhỏ cho đến việc lớn mình đạt được dễ dàng hơn so với ngày trước rất là nhiều thì các anh chị comment tôi ạ hồi xưa có những cái việc mình cố gắng nha anh chị nha mình tìm đủ cách tìm đủ trò có thể là trong mối quan hệ có thể là trong sức khỏe có thể là trong tài chính ví dụ như có như anh chị là chúng ta có những cái mối quan hệ trong nhiều năm mà không dục hòa hợp khi mình ứng dụng lòng là, là luật hấp dẫn anh chị trong vòng chỉ vài tuần thôi mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn rất là nhiều anh chị nhà mối quan hệ của chúng ta trở nên hòa hợp hơn rất là nhiều mặc dù mối quan hệ đó là nhiều năm không hòa hợp rồi và từ ngày anh chị ứng dụng một công thức thành công của câu lạc bộ thì mối quan hệ của anh chị hòa hợp hơn rất là nhiều thì các anh chị cầm mình số hai nghìn anh chị nha hôm trước có anh chị nhắn tin cho tú là đầu tiên trong cuộc đời chị thấy chồng chị nấu cơm cho chị ăn lần đầu tiên mà chồng của chị không nói nặng chị nói ngày xưa cứ về chị chích chị nói nặng với chị và lần đầu tiên trong cuộc đời anh chị nghe ngày trước ấy mà chị học cái gì ấy, mà ngồi ngồi kiểu vậy à chồng cứ nói là học mấy cái tàu lao xong rồi ngày, ngày bây giờ chị học á thậm chí có những hôm chị về muộn anh chị tại vì chị làm ở làm việc hành chính mà Chị về muộn cái chồng hỏi ủ hôm nay không thấy vào học à hôm nay em không vào học à và học đi rồi để việc nhà và con cái anh lo cho vô học đi Ôi, bây giờ chỉ mê lắm anh chị ơi bây giờ chỉ mê vô dung lắm chỉ mê thật là biết ơn không anh chị ngày nào chị cũng khoe với tú ngày nào mà chị không biết làm biết ơn một cái là chị chịu không được thậm chí hôm trước có một chị nhắn tin cho tú là chị đặt mục tiêu đó là con chỉ thi cái gì 210 trên 300 thôi nghĩ là cái là thi 210 trên 300 thôi nha mà cái kết quả cuối cùng là con đạt được là 300 trên 300 luôn 300 trên 300 luôn anh chị Nói, trời, trời ơi, chị đặt hàng vũ trụ cho con chị hả? Ừ, chị đặt hàng á nhưng mà chị chỉ đặt là 210 mà tìm thích đồng ý và cho thêm. Tuyệt vời quá, siêu nhiều thành công luôn. Đúng không à? ạ? Các anh chị thấy rằng là từ ngày chúng ta bắt đầu ứng dụng được hấp dẫn thì mà có rất là nhiều những cái điều ví diệu mà mình không hiểu vì sao mà sao nó ví diệu thế luôn. Mà nó tuyệt vời như thế, nó dễ dàng như vậy luôn. Thì anh chị mới hiểu như vậy nè. Thế đơn giản là khi mà anh chị bắt đầu gieo Những cái điều mà đến với cuộc đời Anh chị là do anh chị quyết định Bây giờ việc của chúng ta là cần phải Thay đổi cái quyết định của mình Ra cái quyết định lại Và cái quyết định của mình chính là một hạt giống Khi mà chúng ta gieo hạt giống nó xuống lòng đất rồi Thì việc của chúng ta phải chăm sóc mỗi ngày Tưới nước mỗi ngày phải tin tưởng Việc của mình là mình gieo xuống rồi Mình cứ tưới nước mình chăm sóc thôi. Chứ mình đừng có gieo xuống Mới có gieo ban đêm ban sáng ngủ dậy Cái ra đào đất lên Ừ, sao nay chưa lên dạ vâng em chưa kịp nhú mầm luôn á chủ nhân lâu em lên rồi để cho nó thời gian anh chị việc của anh chị là phải chăm sóc tưới nước phân bón mỗi ngày sau đó sẽ tự theo cái quy luật của tự nhiên anh chị đủ lượng đủ chất ánh sáng dinh dưỡng nó sẽ về nảy mầm tự lớn có bao giờ anh chị ra anh chị ngồi anh chị canh hạt giống coi nó mọc sao không Hay anh chị gieo rồi cái anh chị cứ làm đúng cái nhiệm vụ của mình là chăm sóc tưới nước che chắn dinh dưỡng phân bón đúng không hay rất đúng không, anh chị ơi không phải là cái anh chị cứ để cho nó tự nhiên nó ra hoa cái trái chứ bao, bao giờ anh chị ra thắc mắc là ủa sao gieo xuống nó ra cái mầm cái mầm nó ra cái rễ cái rễ nó ra cái thân Và cái thân sao lên cái cây ta cái xong anh chị bóc tách nó ra anh chị nghiên cứu là hỏi cái cây của anh chị lên đường luôn anh chị đào lên coi nó có cái gì đó nó có cứ gọi là nó có phép màu gì dưới không dạ vâng, phép màu chị chưa tìm ra chứ cái cây là nó lên đường rồi đó. vậy thì việc của anh chị cũng tương, cũng tương tự như vậy đó. khi anh chị gieo cái hạt giống một cái quyết định về mối quan hệ, về tài chính, về sức khỏe lại cho thay vì ngày trước anh chị qua ra quyết định không có đúng, đúng không? ngày xưa chúng ta hay là nói cho nó sướng cái miệng anh chị, Nghỉ, nghĩ cho nó đã cuộc đời chứ nói cho nó sướng nhưng mà toàn là nghĩ với nói những cái điều không muốn không mà à, quá chồng quá con như hát gì đó rồi than là coi như là ca gặp cái việc hát gọi là cái việc than bản hay là kể lại những điều mình không thích là coi như nó là một cái thói quen luôn chị nhưng cái bữa ăn tinh thần ngày nào mà không ca không hát là không than là coi như hôm đó ăn không ngon thành ra sáng là phải làm câu rồi trưa phải làm câu chiều tối phải làm nhiều câu gặp ai là ai mà gặp cái ai mà gặp mình là tới công chuyện đang vui thì không nói chứ đang buồn là mệt nha là tại vì ngay trước mình không có kiểm soát anh chị Còn bây giờ mình biết mình lựa chọn hạt giống Mình biết mình lựa mấy cái hạt kia là mình ăn cây đắng, trái đắng à. Ăn trái cây đắng, trái đắng, trái chua lè, nhăn mặt, nhăn mài bây giờ mình ăn trái ngọt anh chị Gieo lại đó Lựa chọn những hạt giống về tài chính, về sức khỏe, về mô hệ Về cái kết quả anh chị muốn Nha anh chị nha Được không ạ à? à, Cái cách mà chúng ta dùng được hấp dẫn đơn giản anh chị Thứ nhất là các anh chị phải biết cái điều anh chị muốn là gì. Cái kết quả anh chị muốn là gì. Cái hạt giống anh chị muốn là gì. Chọn đi ạ. À. Rồi chọn xong chưa. Rồi chọn xong rồi. Bước hai Là chúng ta phải làm tròn bốn phận của một người gieo chồng. Gieo xong rồi nhiệm vụ của mình là mỗi ngày là phải nuôi dưỡng hạt giống. nha anh chị nha. Và mình trồng cây thì mình nuôi dưỡng bằng cách phân bón tưới nước. Còn đối với hạt giống mà về tài chính, về sức khỏe, và mối quan hệ thì mình sẽ về chăm sóc bằng cách là nè nghe cách gieo trồng này anh chị. Duy trì được cái hình ảnh về cái kết quả các anh chị mong muốn vừa nói ở trên ấy. Ở trong tâm trí anh chị càng nhiều càng tốt. Phải duy trì được cái hình ảnh về cái kết quả anh chị mong muốn đạt được. Trong tài chính hay trong sức khỏe hay trong mối quan hệ Càng nhiều càng tốt Chứ không phải sáng nghỉ lần Tối nghỉ lần Còn cả ngày tao nghĩ về cái không giàu không thành công nha Mà các anh chị phải giữ dù cái hình ảnh về sự vô có Nó càng nhiều càng tốt Nên tôi mới nói anh chị đã tải Mấy hình thành công vô có về cài hình nền đi Giống như tôi tải cài cái hình nền Dạ vâng tài khoản ngân hàng Đó Cứ mở mình điện thoại lên là thấy còn bên đây là mình cài một cái hình mục tiêu kinh doanh của mình. Đó anh chị, cứ cầm hai cái điện thoại lên là các anh chị sẽ nhìn thấy đó. Được anh chị ơi. Đấy, anh chị phải làm cho tâm trí mà nó phải chìm đắm và nó phải sống vậy. À. Lúc nào cũng ngập tràn trong cái mục tiêu của mình, trong cái sự thành công, trong cái sự giàu có. Vì cái kết quả anh chị mong muốn. Ví dụ mà các anh chị muốn gia đình mình khỏe mạnh, lúc nào có hạnh phúc ấy, thì anh chị hãy tìm một cái tấm hình mà gia đình anh chị chụp hình xung vầy với nhau ấy. Anh chị dán lên trong bức tranh Gọi là cái bản tâm nhìn của mình Và cứ mỗi năm mà Tú dán một tấm hình như vậy Là chúc cho một năm gia đình bình an anh chị Hạnh phúc sông vầy Lúc nào mình mở ra mình cũng nhìn thấy hình ảnh của mình Gia đình mình đang cười Tươi cười với nhau, chụp hình Năm mới với nhau Đó, anh chị phải phải duy trì cái Hình ảnh về cái mục tiêu anh chị mong muốn Càng nhiều càng tốt Càng nhiều càng tốt trong ngày anh chị nha Và cái việc chúng ta gieo trồng anh chị và chăm sóc hạt giống của mình bằng cách là gì? À? Ờ, nghĩa là chúng ta phải hình dung tưởng tượng về cái kết quả mình mong muốn đạt được anh chị nhà mỗi ngày từng giây từng phút ngoài trừ cái thời gian anh chị làm cho cái công việc uh, của mình hoặc anh chị kinh doanh thì ngoài cái thời gian đó ra các anh chị dành thời gian để hình dung tưởng tượng nhiều hơn về mục tiêu của mình nha và quan trọng nha anh chị cái chìa khóa nè sẽ quyết định các anh chị thành công đạt được cái mục tiêu của mình ấy. Nhanh hay đen nhanh Sự phụ thuộc vào cái cảm xúc của anh chị. Khi mà mình hình dung mình phải sống như thể là mình đã đạt được rồi nha. Chứ không phải là nhìn hình xong mà nghe yeah, tuyệt vời quá xong đóng vỡ lại không có. Mà mở ra nhìn thấy rồi phải nhắm mắt lại và hình dung là mình như thể mình đã đạt được rồi. Và chúng ta phải sống trong lòng biết ơn mỗi ngày. Thực hành 10 điểm biết ơn buổi sáng, 10 giây biết ơn buổi tối. Và không phải là chỉ khi thực hành mới biết ơn nha mà sống trong lòng biết ơn cả một ngày luôn một ngày các anh chị gặp những ai cả chạm vào những cái đồ vật gì anh chị phải biết ơn hãy biến cái 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 lòng biết ơn nó trở thành lối sống của mình luôn anh chị nha lòng biết ơn sẽ giúp cho bên trong của các anh chị đủ đầy và khi bên trong anh chị đủ đầy thì thì sao ạ à? bên ngoài đủ đầy và khi anh chị hình dung tưởng tượng như mình đã đạt được cái mục tiêu rồi các anh chị cộng với cái việc anh chị biết ơn cái kết quả Mặc dù anh chị chưa đạt được kết quả nhưng anh chị hãy biết ơn như thể là mình đã đạt được nó rồi anh chị nha. Biết ơn cái số tiền mà các anh chị mong, muốn nhận được. À, anh chị biết ơn ai vì điều gì, anh chị biết ơn những nguồn lực nào đã giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Cứ như thể là đạt rồi anh chị nha. Thì sao anh chị? À, các anh chị biết ơn tiềm thức nè, biết ơn vũ trụ là những con người nhiệm màu đến với cuộc đời của mình. Những khách hàng tuyệt vời đã đến gì Những khách hàng hào phóng đến giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. À, sống cho lòng biết ơn tưởng tượng mình hoàn thành mục tiêu rồi. Được rồi anh chị ơi. Và Bước số 3 là chúng ta hành động mạnh mẽ 100% nha anh chị nha. Hành động mạnh mẽ 100%. Đây là nhiệm vụ cần phải làm mỗi ngày. Mình đưa mục tiêu của mình vào tiềm thức rồi. Và cái cách duy nhất để anh chị đưa cái mục tiêu vào của mình vào trong tiềm thức ấy là có một con đường duy nhất thôi đó chính là thông qua cái việc à, lặp đi lặp lại mỗi ngày và khi mà các anh chị hình dung tưởng tượng à, như thể là mình đã hoàn thành mục tiêu rồi và chúng ta sống trong lòng biết ơn thì các anh chị sẽ thấy là rất là nhiều những cái nguồn lực tới giúp anh chị đạt được mục tiêu của mình và trong cuộc sống của mình thì có ba cái khía cạnh mà chúng ta cần mà chúng ta mong muốn đạt được mình để mà mình có được cuộc sống nó viên mãn anh chị à, đó chính là tài chính sức khỏe và mối quan hệ đây là ba cái trò chơi mà chúng ta cần phải chiến thắng anh chị nha và quan trọng là trên cái hành trình anh chị giờ ứng dụng sơ cảm thức và được hấp dẫn thì mình phải có sự tin tưởng mình phải có sự kiên nhẫn nha và đôi khi có thể anh chị không hiểu là vì sao à, vũ trụ lại thu hút điều này đến với mình và và sau này sao ạ khi mà các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình rồi anh chị thì sao ạ các anh chị sẽ biết lý do vì sao mà tại sao vũ trụ mà mang đến cho các anh chị những cái việc này có thể ngày nay ngày nay hôm nay anh chị không thấy nhưng các anh chị hãy tin tưởng nha hãy tin tưởng rằng vũ trụ đang sắp xếp mọi thứ hết rồi từng bước một cần phải gặp ai cần phải làm những cái gì để giúp cho các anh chị thành công hãy tin tưởng nha, anh chị nha đừng nghi ngờ đừng nói là ui vũ trụ bất công với mình chấp đang tạo độ khó cho mình bỏ cuộc đây dạ không không đâu anh chị à, chắc là vũ trụ không có thương mình rồi dạ không vũ trụ thấu thị thấu thính anh chị nha nghĩa là vũ trụ biết điều rằng anh chị cần phải bổ sung cái gì anh chị cần phải hoàn thiện cái gì anh chị cần phải đi vào những đoạn đường nào và cái anh chị cần phải gặp ai vũ trụ biết trước luôn dự báo tương lai cho các anh chị luôn có hai hướng một hướng là không thành công một hướng thành công thì quan trọng anh chị tin tưởng là vẫn tin tưởng từ đó là chắc chắn sẽ có con đường giúp cho mình trở nên thành công và giàu có chắc chắn sẽ có con đường giúp mình trở nên vĩ đại thì anh chị chọn cái hướng này vũ trụ sẽ sắp xếp cho các anh chị gặp những người anh chị cần phải gặp cần làm những điều cần anh chị cần phải làm và giờ các anh chị sẽ gặp được những cái chiến lược ý tưởng mà vũ trụ sắp xếp rồi các anh chị việc của anh chị hãy tiến về phía trước đi ạ hãy kiên nhẫn hành động mỗi ngày tin tưởng và tiến về phía trước và khi mà chị đến đi đến cuối cùng anh chị nha cuối cái hành trình đó anh chị đạt được mục tiêu anh chị sẽ nhìn lại và các anh chị thấy được a thì ra để đạt mục tiêu thì mình phải đi qua cái điều này là bởi vì như vậy Vũ trụ sắp xếp rồi anh chị Đừng bao giờ suy nghĩ là vũ trụ không công bằng với mình nha Mọi người đều có một cái hành trình riêng Và tất cả chúng ta đều phải tiến về phía trước Được anh chị ạ à? Giống như tôi ví dụ đi Ngày hôm nay các anh chị đang có mặt ở trong dùm tối ngày hôm nay cùng với tôi nha Thì cho tôi hỏi là trước đây Trước khi anh chị biết câu lạc bộ các anh, chị có đen, các anh chị có đen tự sắp xếp bước 1 Là các anh chị nhận được tin nhắn của chủ nhóm mình Xong bước 2 các anh chị được trưởng nhóm mình gọi điện thoại chia sẻ hướng dẫn rồi. vào Zoom. Ở và bước 3 các anh chị vào coi lạc bộ xong bước 4 cái này hỏi tới kia không? Các anh chị có sắp xếp cho trong tâm trí mình sẵn chưa? Hay là ngày hôm nay khi giây phút này ngay bây giờ các anh chị ngồi đây các anh chị mới nhìn lại và biết a à, tại sao ngày hôm đó mình lại gặp trưởng nhóm mình. Trưởng nhóm mình. Tại sao mình lại nhận cái tin nhắn đó và tại sao mình vào Zoom? Có phải khi mà anh chị vào dung ngày hôm nay các anh chị nhìn lại các anh chị mới thấy được cái hành trình của mình không ạ à? Chứ làm sao mà thiết kế được Rằng là ngày mấy giờ mấy phút Ngày nào tháng nào năm nào Gặp được uh, câu lạc bộ trí tự ưu tú Đúng rồi rất đúng anh chị ạ Nên là những cái mục tiêu về tài chính Về sức khỏe môn hệ cũng y chang vậy Anh chị đặt ra rồi các anh chị cứ tin tưởng nè Việc của anh chị là làm chồng bổn phận của mình thôi Nha Làm chồng bổn phận của mình là như thế nào Thứ nhất biết rõ cái điều mình muốn Thứ hai mỗi ngày chúng ta hình dung tưởng tượng Và sống như thể đạt được mục tiêu rồi Và mình phải sống trong lòng biết ơn Khi bên trong đủ đầy Thì bên ngoài mới đủ đầy à, Để mỗi ngày chúng ta có thể thu hút được Những cái nguồn lực tới Giúp cho mình hoàn thành mục tiêu Chứ đừng có mỗi ngày mà sống trong cái sự lo lắng Lo sợ chở chắc mình không đạt mục tiêu đâu rồi không vui không thoải mái thì cảm xúc không tích cực thì những cái sự kiện không tích cực sẽ xảy ra và chính cái cảm xúc đó chính cái cái thói quen đó cái hành động của anh chị sẽ đẩy gì à mục tiêu anh chị đi ra sao không? đúng không à? cho nên cái điều quan trọng đó anh chị nha À, tôi muốn chia sẻ anh chị một cái điều này nè quan trọng là các anh chị có quyền lựa chọn là một chúng ta sống như thế đã đạt được rồi mình vui vẻ mình hạnh phúc mình biết ơn mình yêu thương để mình có được cái nguồn năng lượng tích cực ừ. giúp cho mình hoàn thành mục tiêu hai là mình nghĩ là mình không đạt được mục tiêu mình không vui mình mình không tích cực rồi mình sẽ thu hút những điều không tích cực tới thì các anh chị chọn một hay hai chúc mừng chị Lê Diễm nha À, đang học dùm tiền lợi nhuận về 45 triệu xin được rồi à, lòng tôi đón nhận 45 triệu đó vào trong quỹ tài chính của mình à, chúc mừng chị và chúc mừng chị ngày mai về 450 triệu nhé tất nhiên rồi anh chị chúng ta phải gì ạ sống trong uh, sống như thể đạt được rồi sống vui vẻ tích cực biết ơn yêu thương cái chìa khóa đây nha anh chị đó là sự lựa chọn như quyền năng nhất của con người là quyền năng được lựa chọn và ra quyết định và thơ khác anh chị ra quyết định thì số mình được hình thành và lựa chọn nó không có tốn tiền đâu lựa chọn nó cái đó là lựa chọn nằm trong suy nghĩ của mình không tốn tiền nha nhưng mỗi suy nghĩ của các anh chị không hề miễn phí đâu nha mỗi suy nghĩ của anh chị là một nó tạo ra tài sản và hai nó tạo ra tiêu sản ừ và có những anh chị hỏi Tú như vậy nè Tú muốn chia sẻ anh chị một cái này luôn mà Tôi tin chắc là các anh chị chúng ta đang vướng phải Hôm qua có một bạn nhắn tin cho Tú Em ơi cho chị quy trình bán bông qua, à, bán cây quốc à, Tết này chị nhập về nhập cây quốc về bán Cho cái quy trình nào bán cây quốc cho nó lẹ lẹ Bán trong khách đi Tôi hỏi chị chép bao nhiêu live stream của em à Chị chưa chép Đó, Chị học được của dung là của em chưa bữa học bữa không em ơi em cho chị cái quy trình bán cây quốc đi tôi nói chị học ở đâu có cái quy trình đó vậy em không biết à em chưa nghe cái quy trình nào bán cây quốc luôn á anh chị ơi có anh chị nào có cái quy trình bán cây quốc không cho tôi cái quy trình đó với hôm trước còn có chị cái chị hỏi em em trong cái quy trình bán rau đâu em đâu có bán rau đâu mà xin quy trình bán rau cái chị nói ủa sao chị thấy một người bán bán đất bán đai rồi bán bán hàng bán hóa quá chờ tiền quá chờ em vậy cho cái đó là cái gì Nó chị chưa chép chim mà nên là thành ra giờ em nói chị không hiểu đúng không giờ em nói nôm na như vậy nè bây giờ bây giờ mà chị có lùng bùng thì chị cũng phải nghe nha nghe để cho hiểu rồi soi chế chép chim đi chứ giờ chứ bây giờ nói mà giống như em đang nói nói tiếng anh thì chị nói tiếng việt hai người không hiểu nhau lục hấp dẫn là cái gì giống nhau thì hấp dẫn nhau nó, ừ chị biết cái đó chị biết là cái giống nhau rồi hấp dẫn nhau nên chị mới cần quy trình bán cây quốc cứ bán cây quốc hoài anh chị tới chị bình tĩnh nghe em nói không một hồi một hồi em quốc chị luôn bây giờ Cứ nói vui anh chị nó chị cứ nói cái quy trình cây quốc hoài để mình nói ra không để mình nói cứ hỏi cái quy trình bán cây quốc cái <laughs> xong tôi nói là <laughs> bình tĩnh nha rồi, cái gì giống nhau hút nhau không và chị biết không ạ à, trong cái vũ trụ này nó chỉ có hai cái tần số thôi là cảm xúc tích cực và cảm xúc không tích cực nếu chị đưa bản thân của chị á về cái tần số những điều tốt đẹp tích cực yêu thương biết ơn những điều mà chị mong muốn thôi chị tập trung nha không hồi kính nó kêu quốc là hết hết giờ luôn được không ạ quan trọng là chị phải đưa mình ở trong cái tần số chị phải tắm mình ở trong cái tần số đó luôn cái tần số thu hút tiền ấy. Mà tần số thu hút tiền là tần số từ 500 trở, trở lên à, giờ chưa có cái hình ảnh share về cái tần số giúp tú uh, Share mà hình giúp tú nha Đây cái tần số này hút tiền nè Từ nay về sau anh chị tốt nghiệp cái bài học này Anh chị biết rằng là mình chỉ cần nằm ở trong tần số này thôi Tiền mình về ngập tài khoản luôn Nguồn lực về ao ao đúng không anh chị nha Các anh chị phải nằm ở cái tần số này là Các anh chị sẽ khách hàng dù bất kỳ ngành nghề nào chứ luật hấp dẫn hơn gì có quyển sách nào mà bán cái quy trình cho từng cái 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 mục tiêu và từng cái sản phẩm anh chị đang nói đâu tác giả chỉ nói rằng là gì cái gì cũng nhau hấp dẫn nhau à, từng số yêu thương biết ơn rồi à, bạn sẽ thu hút những điều tốt đẹp chỉ là khi anh chị vào câu lạc bộ anh chị được câu lạc bộ phân tích một cách chi tiết để các anh chị ứng dụng đúng không ạ chưa bao nhiêu số anh chị đã đọc đọc luật hấp đọc về lòng biết ơn và đọc về sứ mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn trước khi biến câu lạc bộ rồi đúng rất đúng anh chị trong sách thì tác dạy chỉ nói thế thôi nhưng mà tới cái khâu ứng dụng chi tiết thì mình không biết ứng dụng sao hết đọc thì biết là giờ phải, mình phải nghĩ vui vẻ mình phải nghĩ thì mình muốn nhưng mình nghĩ tới cái nhà cái xe nghĩ tới 10 tỷ hoài nghĩ hoài nó không tới đúng không ạ à? ừ. đây nè anh chị nhìn cái hình ảnh nè đây là tần số từ 500 trở lên là yêu thương nè, niềm vui nè anh chị. Bình an và giác ngộ nè. Đấy. Từ anh chị nha làm làm sao mà các anh chị ngập tràn ở trong từ 500 đổ lên. Và anh chị biết trong cái tần số này anh chị thấy rõ mà bao trong số anh chị thấy rõ cái hình ảnh cái bảng tần số rồi các anh chị comment tôi rồi. Đây dán cái in cái hình này ra dán lên tường đi. Hôm nào mà tự nhiên thấy cảm xúc hơi Chống vắng là hơn là Hơi này kia Nhìn cái bản này nhớ là bây giờ mình nằm ở tầng số dưới 500 Là mình dưới 200 là đẩy tiền nha Dưới 200 là cái tầng số Là cực kỳ không an toàn anh chị Trên 200 thì nó cũng ok Nhưng mà trên 500 thì còn tuyệt vời hơn 200 tới 500 Thì nó cũng ok Cũng hút nhưng mà nó hút mạnh hơn Nếu mà anh chị nằm ở trên từ 500 đủ lên Rồi cảm ơn mấy tổ chức ạ à. Thì bây giờ nếu mà những cái gì giống nhau hút nhau quan trọng bây giờ nếu mà chỉ ở trong cái tần số chỉ có hai dạng tần số thôi. Tích cực và không tích cực. Yêu thương, biết ơn là nó nằm chung với nhau từ 500 đổ lên nó nằm chung một một hàng với nhau. Và những cái điều không tích cực nó sẽ nằm chung một hàng với nhau. Thì nếu mà chị nằm ở chị đưa mình vào trong cái tần số mà từ 200 đổ xuống là chị nằm chung với cái tần số không tích cực và những điều không tích cực thì nó nằm chung một chỗ với anh chị nên lắm lúc đôi khi không phải nhất thiết anh chị phải nghĩ tới cái vị đó thì anh chị sẽ gặp cái vị đó không? Bao trong số anh chị, chúng ta thấy rằng là có những vị mình không bao giờ nghĩ tới và không bao giờ có khái niệm về nó luôn mà mình mà mình vẫn gặp nó đâu? Mà nhiều khi mình thấy chất quớt à, ơ à, cái này mình có bao giờ nghĩ tới đâu mà sao nó vẫn đến ta? Dạ không phải, tại vì nó nằm ở trong nó nằm chung hàng với nhau anh chị. Anh tôi hình dung đây cho anh chị hình dung nha ví dụ như bạn iPhone màu này màu tím đây là, là, là không tích cực nha thì trong cái chỗ của cái bạn bên đây nè là những cái điều giống nhau anh chị những cái mà không tích cực đó là nó chung chung chỗ nó hết chung chỗ đây nè nếu mà các anh chị nằm bên cái tầng số này là những cái điều mà nó không tích cực nó sẽ hấp dẫn thôi mà những cái điều tích cực nó bao gồm nhiều cái lắm anh chị nó không nhất thiết là anh chị phải nghĩ tới cái việc nó mới đến đâu chỉ cần nằm trong đây anh chị chỉ cần ở trong đây thì là nó sẽ hút tới thôi nên tại sao chúng ta hay nói nè Đã không đã không có tiền còn mất cái eo nữa Đã hôm nay không vui mà còn đủ thứ chuyện nó liên tục nó kéo đến Là bởi vì chúng ta nằm trong đây thì nó kéo tới một hồi lũ lượt luôn anh chị nha Đấy Rồi nó bao gồm cả việc không có khách hàng Không bán được tài sản giá trị lớn Thu hồi thu nhập không được Rồi tiền vừa về đến cái có việc tiền có việc để để dùng kéo anh dồn dập ào ào mà mình không kịp không kịp không kịp ngất đầu lên luôn anh chị chưa kịp ngất gọi là ngước mặt lên nó kéo tới nữa rồi đúng rồi rất đúng bao nhiêu trong số anh chị thấy mình từng ở trong cái trạng thái là nó liên hoàn và mình thấy rằng là bởi vì mình suy nghĩ không tích cực ấy lúc đó là cái cảm giác của mình nó bị cuốn theo anh chị mình không có ai nhắc nhở mình kéo mình ra mình không có ý thức được luôn anh chị nha mình không ý thức được là mình đang không mình mình đang mình đang ở trong tầng số này luôn cái mình bị bị cuốn theo luôn đây đây nằm trong cái chỗ mà anh chị nào thấy mà khách hàng thăm nay giảm giảm nha. Tiền không thấy về nha. Rồi tự nhiên người ta hỏi đất đai xong rồi tự nhiên người ta tò te tí te thuê bao khách chị gọi hiện đang không liên lạc được xin khách vui lòng, vui lòng gọi lại sao. tại vì chúng ta dễ bị cảm xúc chi phối mà cảm xúc xúc chi phối là nó rơi vào đây luôn. Không biết. tại sao nhiều anh chị là khách hàng hứa mua cuối cùng không mua là bởi vì trong cái lúc mà từ cái giây phút mà khách hàng quyết định à, mua cho nên lúc một khách hàng chuyển tiền là các anh chị bắt đầu gì à, rồi ăn cơm chưa rồi cái nhà này á biết rồi tôi à, không có à, con hầu con ở trong nhà rồi xong là tự đưa mình về tầng từ, số luôn anh chị cái xong gặp lúc mà có khách hàng alo em nghe chị dạ dạ vâng ạ à, tư vấn nhiệt tình xong vừa bỏ điện thoại xuống là gì ạ à? cái đứa này rồi cái ông kia cái bà nọ rồi giờ sao rồi xong cái bên kia tìm thức có đẩy đi anh chị nó chủ nhân bị lệch tần số rồi anh em ơi để đẩy ra đẩy, 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 đẩy một tiêu ra thôi rồi xong xíu khách hàng nó để chị suy nghĩ lại rồi xong ngồi buồn tới chiều anh chị đổ lỗi do chồng mình Do con mình mà không biết là do mình cái xong rồi chiều tối cái được chồng mà cho tiền cái vui cái khách hàng nhắn tin lại mai chị chuyển khoản đi háo hức anh chị ha tối còn học bài không ngoan cái anh chị gào cái gạo lần nữa rồi xong tới mai cái khách hàng mỏi thôi chị mua chỗ khác anh chị thấy quen không <laughs> và không biết lý do tại sao mà mình bán hoài nó không được anh chị khách hàng cứ tới hỏi xong mà cứ thế này thế nào thế kia là bởi vì mình không có kiểm soát được cảm xúc mình nó cứ lên ấy. cảm xúc anh chị lên thì kết quả lên theo cái cảm xúc xuống cái lên xuống cái lên đây như lên đều vậy đó anh chị mình bị chi phối mà nhưng mà nếu anh chị lúc nào cũng ở trong cái tần số từ 500 trăm đổ lên nè anh chị màu xanh ha xanh hy vọng ha à, tím mộng mơ ha tím thị chung đồ ha xanh anh chị tần số này thu hút nè từ 500 trăm là lòng biết ơn yêu thương lúc nào mình cũng vậy con mà thật tâm nha chứ không phải là mình 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 theo kiểu là mình làm trò cho vũ trụ thấy là mình yêu thương biết ơn không có là vũ trụ biết hết anh chị anh chị có thể là qua mặt người khác chúng ta có thể là nói dối người khác là miệng cười nhưng trong lòng đen cay ấy, đen quạo đen cọc lắm ấy, nhưng mà vẫn cười để vũ trụ thấy là mình đen hôm nay rất yêu đời không vũ trụ quen cái chìa khóa là vũ trụ bắt cái tần số cái cảm xúc của anh chị ấy, chứ không phải là cái cái cờ lời nói hay cái cái lời nói hay những cái điều mà cái anh chị cố gắng tỏ ra là mình uh, mình vui đâu anh chị nhiều người nói như vậy nè ngồi đi từ xa cái thấy mặt đen rầu anh chị tôi hỏi hôm nay sao buồn thế đâu đâu có buồn đâu hôm nay vui lắm đâu có buồn <laughs> dạ không có buồn nha anh chị nhưng mà hỏi thật không thật hôm nay không có buồn hôm nay vui lắm không có buồn đâu dạ vâng à, vũ trụ nhìn nhìn cái đó anh chị nha thậm chí anh chị bảo này không có buồn không có buồn em nha nay chị vui lắm dạ vâng vũ trụ nói này đã đã không vui mà còn điêu nữa điêu anh chị nghĩ là không thật ấy vũ trụ nói này là đồng ý và cho thi mà cho buồn nhiều hơn nha, nha anh chị nha cho nên là quan trọng các anh chị phải làm sao cho mình ở lúc nào cũng trong tần số đó và để anh chị là ở trong tần số đó anh chị phải gia tăng cái sự hiểu biết của mình lên để các anh chị nhìn thấy được bản chất của mọi sự việc chúng ta phải tách biệt ra tách biệt ra anh chị nha vì nếu anh chị ở trong cái tầng số mà từ 500 đổ lên nó sẽ thu hút những điều tốt đẹp khách hàng gõ cửa mua hàng quý nhân phù trợ quy mô gia tăng cộng sự tuyệt vời những đối tác tuyệt vời gia đình tuyệt vời con cái ngoan ngoãn thông minh thiên tài chồng yêu thương mình tự nhiên nhiều nguồn tiền nó về những điều may mắn thường ở tới và mình được thăng quan tiến chức trong công việc của mình và thậm chí là năng lượng còn có tính lây lan anh chị, cái vợ mình cũng bán được hàng, con mình thi điểm tốt, cái mình thì được lên trước rồi mình được thêm tiền lương và được thưởng, tốt đẹp nó nói tiếp tốt đẹp anh chị thành công nó tiếp thành công là như vậy, trên cái điều quan trọng là các anh chị thấy là câu lạc bộ ngắm nhắc nhở anh chị phải luôn sống, phải luôn làm chủ cái suy nghĩ là nói cảm xúc của mình là như vậy. Và để mà chuyển hóa được các anh chị phải Bước một là các anh chị phải nhận thức được là Mình đang có những cảm xúc gì Mình đang có những cái suy nghĩ gì Mình đang có những cái lời nói gì Và mình đang có những cái hành động gì Thứ hai là các anh chị phải tách biệt ra Là nếu mình tiếp tục duy trì Cái cảm xúc này, lời nói này, suy nghĩ này, hành động này Thì kết quả là gì Các anh chị phải tách biệt ra là Bản chất là không phải của mình Chỉ là vô tình là trong quá khứ hay Trong cái môi trường cũ của mình là mình bị tác động mình bị gieo là ừ mình có những thói quen hay mình có những cái hành động như thế mình có những suy nghĩ như vậy tất biệt ra đó không phải của mình anh chị nha và bước thứ ba chúng ta phải gia tăng sự hiểu biết của mình lên mình biết được rằng mọi thứ đến với mình là do mình quyết định bây giờ mình quyết định lại thôi và bước thứ tư mình phải kiên nhẫn mình theo dõi anh chị mình rèn luyện mỗi ngày cho mình gia tăng tần số của mình lên mình từ từ mình đưa mình vào cái tần số gì à? từ 500 trăm lên cho nên cái quy trình nó nằm ở cái chỗ đó thôi anh chị có nhiều anh chị hỏi quy trình các bước nhưng mà các anh chị để là các anh chị chưa nhớ bao trong số anh chị thấy à, khi anh chị hỏi quy trình tôi hỏi tôi nhà quy trình à, bán bất động sản bất kỳ cái quy trình nào thì nhóm trưởng hay là các anh chị trong câu lạc bộ đều nói với các anh chị rằng thứ nhất thực hành là biết ơn thứ hai đặt hàng vũ trụ thứ ba vô dùm thứ tư chế bài stream anh chị thấy bốn bước này quen thì comment tôi dạ có nói cái bước nào khác không là tại vì ba bước này giúp cho các anh chị luôn giữ mình và ý thức được là các anh chị phải nằm ở tầng số 500 trở lên cái việc anh chị uh, chép bao chim anh chị học dung ấy giúp anh chị gia tăng niềm tin thông qua những câu chuyện của các anh chị đi trước thứ hai giúp anh chị gia tăng nỗi sự mới biết rằng là gì à? để mà có ai nhắc nhở mình ấy là không nên không nên uh, suy nghĩ về những điều không tích cực nha và rất nhiều những cái điều mà trong các buổi dung mà trong livestream là các anh chị được nhắc nhở và thì có câu trả lời còn cái việc anh chị biết là bí ơn mà chẳng hề mỗi chủ là để cái anh chị à, đưa mình về tần số yêu thương và bí ơn và đơn giản thì các anh chị nằm ở trong tần số đó, tự nhiên mục tiêu anh chị nó hoàn thành à lắm lúc có những mục tiêu anh chị không chưa nghĩ tới luôn mà nó đạt được luôn anh chị tại vì anh chị đang nằm ở trong cái tần số tuyệt vời tần số thu hút nha anh chị nha Điều này rất là quan trọng Và đó là sự lựa chọn Quan trọng ngày trước chúng ta không biết Bây giờ biết rồi mình phải lựa chọn anh chị Là đừng có gì ạ à? Hở cái là nóng lên rồi Cái đó là bản Bản, bản năng của mình ấy. Và chúng ta cần phải phát triển cái bản ngành của mình lên Để chúng ta làm chủ tốt hơn anh chị nha Rồi ờ, Cọc cằn hay là uh, bốc đồng hay này kia vân vân anh chị là nó do cái môn cái 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 thói quen cái môi trường của mình ấy. Ờ, mình được ở trong cái môi trường sau mà mình làm việc rồi này kia mình hình ờ, anh chị biết là cái tính cách cái suy nghĩ và cái niềm tin hay thói quen của mình nó được hình thành do qua cái việc chúng ta nghe chúng ta thấy và chúng ta trải nghiệm trong quá khứ từ môi trường từ gia đình từ vân vân và vân vân chứ bản chất thì mình không phải là cái người ờ, như thế anh chị nha chúng ta phải tách biệt ra ở bao trong số anh chị chúng ta gì ạ ra quyết định là từ nay về sau là mình luôn ở trong tần số thu hút thì nọ thì các anh chị có thể là comment là tôi ở trong tần số thu hút anh chị nha tôi luôn ở trong tần số thu hút anh chị phải biết không như hôm ấy Một chị trong đội nhóm của tôi á nhắn em ơi sao đầu thấy giờ chưa thấy cái đơn hàng nào hết em ơi em mà em, à, em ơi tôi hỏi cậu thế bây giờ em đâu phải khách hàng của chị đâu sao chị hỏi em nhưng mà em thấy là đầu tiên là không biết là tháng này phải đạt mục tiêu em không biết là bây giờ khách hàng ở đâu ra nhưng đầu tiên là với cái với cái năng lượng này là chị sẽ đẩy uh, mục tiêu của mình ra và khách hàng không tới thay đổi tần số đẹp à. tin tưởng mình phải tự tin là tháng này mình làm việc rất là chăm chỉ mình học tập rất là nghiêm túc mình gia tăng trí tuệ mình gia tăng cái giá trị mình trao cho thị trường giống như tú anh chị tú không bao giờ tú hoang mang đâu có những thời điểm anh chị nha tới giữa tháng rồi mà tú chưa có đơn hàng mà tú rất tự tin anh chị tú không có bị ôi nôn nao quá sao chưa có đơn hàng nào hết sao mà lo quá cái kiểu không có đâu tại vì tôi nói anh chị rồi nghĩa là mình hoàn toàn có được cái tầm nhìn tháng này mình có đạt mục tiêu hay không năm nay mình có gia tăng được cái quy mô hay là thu nhập của mình lên hay không tài sản mình lên hay không bằng cách anh chị nhìn vào những cái suy nghĩ cái hành động của mình ngày hôm nay và những cái gì anh chị nhận được thì bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho thị trường nếu mình là người kinh doanh thì mình hỏi hôm nay mình đã gì ạ à? trao giá trị cho thị trường chưa hôm nay mình đã gia tăng trí tuệ chưa hôm nay mình đã mang cách tin chưa mình đã bán hàng chưa mình đã chăm sóc khách hàng chưa mình đã đào tạo doanh nghiệp của mình chưa ở khi mình làm gì đó thì mình tự tin thôi anh chị còn nếu mình rơi vào cái trong cái trạng thái là mình lo lắng suy nghĩ và mình hoang mang rồi mình lo rồi mình sợ mình không đạt mục tiêu và các anh chị đang trực tiếp Để mục tiêu mình ra xa rồi à, tháng nào tôi cũng uh, bình tĩnh tự tin uh, quyết chiến rồi uh, quyết thắng anh chị Tuy nhiên phía trước là bởi vì mình thấy rằng là uh, mỗi ngày mình đều làm việc mình đều rất là chăm chỉ trong những cái hành động mà mình cần phải làm giúp mình đạt mục tiêu và cuối cùng mà cho dù giữa tháng hay là ngày thứ 20 thì tôi vẫn bùng nổ cái kết quả kinh doanh của cá nhân mình và doanh nghiệp của mình. Đơn giản là mình lúc nào cũng giữ mình trong trạng thái tần số 500 trở lên anh chị. Đúng không ạ? và bao trong số ngày gọi là chúng ta sống trong sống trong lòng biết ơn và chúng ta sống như thể đạt được rồi anh chị nha Và bao trong số anh chị từ nay về sau anh chị nha à, chúng ta sẽ làm tốt cái việc này à. là mỗi ngày chúng ta điều hình dung tưởng tượng và sống như thể đạt được rồi bà luôn ngập tràn trong lòng biết ơn và luôn lúc nào cũng nằm trong tần số thu hút vào từ 500 trở lên comment tôi được không ạ ừ. mình biết ơn vũ trụ nè vì đã ưu ái mình nè biết ơn vũ trụ vì đã rất yêu thương và mang cho mình những cái nguồn lực tuyệt vời nè tốt đẹp nhất nè những cái điều mà mình mong muốn nè làm những cái điều mình mong muốn nè anh chị nha nha nên ta phải làm chủ được cái suy nghĩ là nói cảm xúc của mình phải xoay chuyển nó về làm bây giờ <laughs> nha Thế là có dấu hiệu cái là chuyển ngay đôi khi là cái cuộc sống nó quay cuồng anh chị nó kéo mình ra mình phải tiếp tục mình kéo nó lại kéo nó về và có thể là trong những ngày đầu tiên trong mấy ngày đầu tiên anh chị có thể là trong uh, 10 khoảng khắc trong một ngày thì mình tập trung nhưng mà sau đó là những khoảng khắc còn lại mình không có tập trung nữa thì không sao quan trọng là khi anh chị rèn luyện dần dần thì cái sự tập trung của mình nó sẽ tốt lên mỗi ngày mỗi ngày nha anh chị nha và anh chị yên tâm đi ạ à, tôi cũng đang trên cái hành trình rèn luyện làm chủ cái tâm trí của mình mỗi ngày mà điều anh chị ơi và bước thứ ba là chúng ta hành động mạnh mẽ 100% nha. Mình lên kế hoạch rồi mình cần phải làm những cái gì để giúp mình đạt mục tiêu. Và mình cứ hành động dựa trên những kế hoạch mình viết ra. Thì trên cái hành trình mình thực hiện kế hoạch sẽ có những nguồn lực và những cái công cụ tốt hơn sẽ xuất hiện. Vũ trụ sắp xếp hết rồi. Chuẩn bị sẵn hết rồi. Giờ giúp anh chuẩn bị sẵn giúp anh chị thành công rồi. Nếu anh chị đạt mục tiêu rồi quan trọng anh chị phải hành động. Thì trên hành trình đó các anh chị mới thấy được những nguồn lực nên mình phải hành động thật sự mạnh mẽ anh chị nha, tiếng vào phía trước Thì trên hành trình mình đi sẽ gặp những cái nguồn lực tốt hơn Ý tưởng nè, à, những điều tuyệt vời vũ trụ ở chuẩn bị sẵn cho mình rồi Được không ạ? Và bao trong số anh chị em ta đã hiểu rõ cách ứng dụng nguồn lực hấp dẫn Cho mục tiêu của mình Bất kỳ mục tiêu nào, bán quốc, bán mai, bán đào, bán rau, bán cá, bán tạp hóa, bán đất, bán đai rồi Thì các anh chị của mình tôi ạ đơn giản mà anh chị ơi luật hấp dẫn á thật sự anh chị khi mà các anh chị học về luật hấp dẫn mà sức mình thức rồi anh chị thấy là làm th thành, công giàu có là vậy à dễ vậy luôn á quan trọng là các anh chị phải về tin tưởng và có sự kiên nhẫn nha ừ. phải luôn ở trong tần số thu hút thì khi mà cái tần số thu hút thì những cái kết quả anh chị muốn nhà đơn hàng anh chị đặt hàng vũ trụ nè ờ, mục tiêu về chồng về gia đình này kia vân vân sẽ thu hút được đối với mình rất là nhanh được, anh chị ơi Còn ngoài ra anh chị thì... ngoài ra nha ờ, ngoài cái việc chúng ta đã biết về những cái ba cái bước ứng dụng nó hấp dẫn rồi thì lý do vì sao mà chúng ta ứng dụng hấp dẫn mà mình chưa có đạt được cái kết quả tài chính mà nó mạnh mẽ tài chính mình nó chưa phải chỉ mạnh mẽ anh chị là bởi vì nó nằm ở cái định luật định luật gọi là uh, thu nhập anh chị Đó, nó nằm ở cái định luật này nha định luật, định luật thu nhập cao anh chị là bởi vì sao chị có không uh, tại sao có rất là nhiều người họ ứng dụng vào trong cái mục tiêu về sức khỏe mối quan hệ thì mình đạt được rất là nhanh nhưng mà về tài chính thì nó nằm ở cái Cái chìa khóa này Là bởi vì những cái gì anh chị nhận được ấy, Thì bằng tư duy rất rẻ của mình Cộng với giá trị chúng ta trao đi cho cộng đồng Nên là tiền bạc của mình anh chị Nó chỉ phản chiếu và duy cái suy nghĩ Và những cái giá trị anh chị trao cho thị trường thôi Mỗi tháng của mình Cái tiền bạc chúng ta nhận được mỗi tháng ấy, nó phản chiếu cái tư duy và những cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng và chúng ta không sẽ không có được những gì chúng ta muốn có đâu mà chúng ta chỉ có được những cái gì mà bạn mà chúng ta xứng đáng thôi. chúng ta không có gì mình muốn đâu tại vì những cái gì chúng ta muốn thì muốn rất nhiều nhưng mà mình đâu có hết đâu mà chúng ta chỉ có những điều mà chúng ta xứng đáng thôi. nên có một cái câu nói anh chị mình hãy hoàn hãy hoàn thiện mình lên mỗi ngày thì những điều xứng đáng sẽ tự sẽ đến một cách rất tự nhiên và xứng đáng ở đây nghĩa là những cái tư duy của mình những cái giá trị mà chúng ta trao cho thị trường anh chị nó sẽ bằng những cái gì mà chúng ta đang nhận được trong cuộc sống ngôi nhà anh chị đang ở chiếc xe anh chị đang đi quy mô kinh doanh anh chị đang có thu nhập anh chị đang có tức là thật anh chị đang có là do những gì nó bằng đúng với tư duy của anh chị và đúng với cái giá trị của anh chị trao cho thị trường luôn vũ trụ vũ trụ rất là công bằng nên chúng ta đừng có nói là à, tôi biết là được hấp dẫn rồi thì việc của tôi chỉ cần hình dung tưởng tượng và biết lòng biết ơn thôi là tiền về mình không cần làm gì hết không có đâu nha anh chị nghe chứ không phải là anh chị nghe xong anh chị chỉ tập trung vào cái dâm đặt hàng vũ trụ xong rồi các dâm khác anh chị không vào cái chăm chăm ngồi đặt hàng vũ trụ tôi có 40 triệu tôi có 50 triệu Dạ vâng Có thể nó sẽ đến Là do những hạt giống ngày xưa anh chị đã gieo Thông một cái suy nghĩ Một cái hành động nào đó anh chị đã gieo một hạt giống tốt Và bây giờ nó nảy nở Nhưng nếu anh chị không gieo nữa thì nó tắt Tắt điện nên anh chị mới hiểu rằng mình ứng dụng hấp dẫn là để vũ trụ thu hút nguồn lực tới cho mình và việc của mình là cần phải nắm bắt và hành động nha mình phải tạo phải tạo ra được một cái giá trị nào đó cho thị trường liên tục chứ phải tạo ra được một hai hôm mà chúng ta phải tạo ra liên tục thì tiền mới tới được và ngày càng nhiều hơn đúng không ạ chúng ta phải liên tục gieo những cái nhân tốt và từ những nhân tốt đó sẽ mang cho chúng ta cái kết quả tốt giống như khi mà tú gieo những cái nhân tốt ấy thông qua việc mà chúng ta tú trao giá trị giúp đỡ cho các anh chị Thôi bộ công thức thành công của câu cô lạc bộ thì trên hành trình tôi đi rất là may mắn anh chị quý nhân phù trợ tiền bạc dư dả sức khỏe dồi dào hạnh phúc viên mãn này tôi đã gieo những cái nhân rất là tốt hai nghìn nhân anh chị mà không phải là hai nghìn nhân đâu mà trên các cái nền tảng mạng xã hội nữa có rất nhiều anh chị họ xem nhưng mà họ đâu có vào câu lạc bộ mình họp họ chỉ xem thôi anh chị họ đăng ký kênh youtube của tú nè fanpage nè họ xem thôi nhưng mà đó giá trị tôi vẫn đang trao đi mỗi ngày một cái dòng tin nhắn một cái sự chia sẻ một cái video đó theo dõi cuộc sống của một ai đó thì mình đã gieo một cái nhân tốt rồi anh chị ơi tôi hỏi nha trong trái táo có bao nhiêu hộp có bao nhiêu hạt táo anh chị có biết không trong trái táo có bao nhiêu hạt táo anh chị biết không có chứ bổ nó ra thấy rồi một hai ba bốn thậm chí có trái là có hai hạt có trái có một hạt có trái có bốn năm hạt đúng rồi rất đúng anh chị ơi bây giờ một cái trái táo ấy trái bơm ấy anh chị miền nam hay gọi trái bơm ngày sau này tôi mới biết anh gọi là trái táo anh chị trái táo khác trái bơm khác nha ừ. anh chị bỏ ra anh chị có biết nó là bên trong có bao nhiêu hạt không có chứ nhưng cho tôi hỏi nha một hạt táo anh chị một hạt táo anh chị gieo xuống mảnh đất màu mỡ anh chị có biết một cái cây đó sẽ lên bao nhiêu quả táo không có là bao lên bao nhiêu trái táo không sao biết được cái hạt ở trong trái thì biết chứ cái hạt mà gieo xuống đất rồi nó lên bao nhiêu quả sao biết thì tương tự như vậy khi anh chị gieo một bầu chờ quả ngọt anh chị anh chị gieo một gọi là gieo hợp nhiều nhiều nhân tốt một cái diện gọi một cái phạm vi rất là lớn anh chị nha gọi là rất là rộng luôn 64 tỉnh thành trên nhiều quốc gia mà nếu như quốc gia đó có sử dụng cái nền tảng về xã hội mà các anh chị đang trao giá trị đúng không ạ? À? Và khi họ nhận được cái nhân đó thì mình sẽ nhận được bầu chỗ ngọc nghĩa là họ nhận xong họ ứng dụng họ có kết quả nha. Anh chị nhớ là họ phải nhận và giúp cho họ cải thiện cuộc sống của họ tốt lên thì mới có kết quả chứ không phải là mình cứ gieo bất chấp cái gì mình cũng gieo, mình gieo mình không biết là hạt tốt hay không tốt mình cứ gieo. Mình gieo mà người ta ứng dụng mà người ta không không không, không mà mà ví dụ như có những cái cơ hội kinh doanh anh chị chia sẻ mà không có giúp người ta thành công mà làm người ta còn chưa dương là anh chị em gieo nhưng không tốt ấy anh chị nhớ là để mà cái nhân đó nó nhân gấp một nghìn lần quay về với mình ấy, thì mình phải gieo cái nhân mà người ta làm sao mà giúp cuộc sống người ta tốt lên đúng không ạ ừ. nó tạo ra kết quả tốt anh chị nó là khi ứng dụng về sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn thì các anh chị chúng ta mình phải bảo là mình đừng có bảo là mình chỉ hình dung tưởng tượng thôi biết lòng biết ơn thôi không cần hành động gì hết À, mình không cần phải gieo nhân trai và tự động tiền về đâu ra nếu mà ai cũng nghĩ như vậy chắc cả thế giới giàu hết rồi nha anh chị nha chúng ta sẽ không có những gì chúng ta muốn đâu mà chúng ta chỉ có những gì mà chúng ta những gì mà chúng ta xứng đáng này và những gì mà mình nhận được thì bằng tư duy rút rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho thị trường cho nên phải sòng phẳng phải nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình nếu mình cảm thấy cái số tiền này nó chưa là cái số tiền mà mình mong muốn. Mình chưa đạt được cái mục tiêu của mình. Thì mình cần phải biết được rằng là mình cần phải gia tăng cái tiêu duy của mình lên. Gia tăng cái giá trị bản thân của mình lên. Và hãy học cái cách trao giá trị cho thị trường đi anh chị. Hãy trao với một quy mô lớn. Khi anh chị trao giá trị ở thị trường càng nhiều thì thu nhập của anh chị sẽ càng cao, tỷ lệ thuận với nhau. Chứ đừng có thay là sao người ta đạt mục tiêu rồi sao mình chưa đạt anh chị nhầm hay than hay nói là sao mình không đạt mục tiêu tôi hay nói như vậy nè không lẽ giờ em nói thẳng em nói thẳng với chị luôn là do tư duy người ta cao hơn chị giá trị người ta trao cho, cho cộng đồng nhiều hơn chị không lẽ nói vậy nó giảm nó tránh rồi nhưng mà vẫn không chịu hiểu thì nói thẳng chứ sao phải thấu hiểu chúng ta phải thấu hiểu cái điều này anh chị nha trên hành trình mà chúng ta đạt mục tiêu là để mình đạt được cái số tiền đó cái kết quả đó thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải phản chiếu ở bên trong của mình nè à. à là mình cần phải nâng cao tiêu của mình lên mình cần phải gì ạ? À? tạo gọi là trao giá trị ở ngoài thị trường nhiều hơn khi mình gia tăng hai cái này lên thì số tiền của mình đặt đặt mục tiêu ấy nó sẽ tới nha anh chị nha ừ. vậy bây giờ từ đây về sau khi anh chị đặt xong mục tiêu rồi đặt ra mục tiêu rồi các anh chị làm đúng các bước và mà, mà tú và các anh chị em có tập bộ chia sẻ hướng dẫn và xóa so các anh chị hành động một cách mạnh mẽ 100%. hành động mạnh mẽ là sao cần phải phát triển tư duy lên mỗi ngày phải làm một cái hành động nào đó để trao giá trị ra ngoài thị trường nếu anh chị là một người bán hàng thì các anh chị đang có những sản phẩm dịch vụ vô cùng tuyệt vời thì các anh chị phải tìm cách để mình uh, chạm đến được nhiều người hơn giúp cho nhiều người nhận giá trị từ sản phẩm dịch vụ của mình nhiều hơn phải có người sử dụng xem cái dịch vụ của mình, họ theo dõi cuộc sống của họ. đúng không? Còn nếu các anh chị giống như các anh chị em câu lạc bộ nhà mình có những cái kiến thức rất là tuyệt vời, có những cái anh chị học được những cái kiến thức rất là tuyệt vời, các anh chị hãy chia sẻ lại cho một ai đó. Khi ai đó họ có những cái tư duy, những cái niềm tin mà các anh chị chia sẻ, họ cũng theo dõi cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, là họ đang nhận giá trị rồi anh chị nhé cái giá trị mà anh chị đang cho là không tốn tiền luôn, ừ. còn nếu anh chị đang đi làm thì anh chị phải tập trung cho cái công việc của mình tạo ra hiệu suất nhiều hơn cho công ty thì khi mà công ty thấy anh chị cống hiến phụng sự đúng không ạ à? thì thu nhập anh chị sẽ tăng lên đó là đối với tú anh chị khi tôi đặt ra mục tiêu ấy những cái mục tiêu nào mà nó về tài chính thì tú cần phải biết được rằng là mình phải thực sự nhìn vào cái tài khoản ngân hàng của mình để mình biết được là mình đã đủ cái tư duy mình đã trao giá trị cho thị trường đủ hay chưa nếu đủ thì tự tự khắc số tiền sẽ được thu hút về nên đặt mục tiêu xong rồi đừng có không vui anh chị nhé tại sao tôi không đạt được và tôi cũng hình dung tưởng tượng đủ kiểu hết trò rồi Dạ vâng, nếu anh chị đặt mục tiêu xong mà các anh chị vẫn trở về cuộc sống cũ, con người cũ làm những hành động cũ. Ví dụ như vô câu lạc bộ đi. Tới tháng đặt mục tiêu. Cũng đặt mục tiêu như mọi người. Xong cũng gấp đôi như mọi người. Gấp đôi mục tiêu như mọi người. Nhưng ban ngày thì ăn cơm uống nước đi ngủ. Làm những công việc cũ. Cũng tạo ra bao nhiêu đó giá trị cho thị trường thôi. Cũng có nhiêu đó tư duy lòng vòng ở nhiêu đó. Không tăng lên mà đầu thu nhập tăng gấp đôi thì tăng chỗ nào anh chị ơi? Rồi tăng sao? Có thể thấy nó có thể nha, chú đó anh chị đã gieo một cái nhân tố và khi anh chị sử dụng lực hấp dẫn thì anh chị sẽ thu hút một cái nguồn lực về và có thể thu nhập anh chị tháng đó tăng gấp đôi. Nhưng những tháng sau nó sẽ không tăng gấp đôi được nữa nếu anh chị không tiếp tục tạo ra giá trị cho thị trường và nếu anh chị không tiếp tục gia tăng tiêu di của mình lên. Đó như vì sao mà anh chị thấy là có một số anh chị bảo là có những tháng chị đạt mục tiêu quá em chị đạt mục tiêu rất là cao nhưng sau đó là lại tụt xuống có không ạ à? bao trong số anh chị đã từng đặt đạt được rất nhanh cũng rất cao nhưng mấy tháng sau tụt xuống xong nó lên lại xong nó xuống tiếp nó chưa có ổn định đó, anh chị và theo một thống kê là những người mà chưa giàu anh chị nha mà trúng số thì thường sau 5 năm ấy, họ càng chưa giàu hơn lúc mà họ chưa có chúng là bởi vì họ họ tự nhiên bây giờ khi mà họ có một khoản tiền lớn đi mà tư duy của họ chưa có tới năng lực cốt lõi bên trong chưa có đủ thì sẽ không giữ được khoản tiền đó nên là tại sao có một số anh chị ấy, khi có được cái khoản tiền lớn ấy xong rồi mình cũng phải làm một cái gì đó để sau đó cái số tiền của mình nó quay về với những cái tài chính mà mình đang có thể quản lý được có thể mình kinh doanh không thành công đầu tư không thành công hoặc là mình tiền của mình nó về cái xong có người này mượn cái mình thương họ quá mình cho mượn luôn xong bây giờ mình đang lấy về được cuối cùng xong mình quay lại nhiệt kế tài chính ban đầu nên khi anh chị đồng hành cùng với câu lạc bộ anh chị nha câu lạc bộ hướng tới cái việc là mình phải xây dựng cái tư duy ốc của mình thật là vững chắc mỗi ngày cho qua là tư duy của mình anh chị nó phải càng phát triển hơn và mình phải ưu tiên cho cái gì cái việc là mình phải gia tăng cái giá trị bản thân mình lên anh chị khi mà anh chị xây dựng cái tư duy gốc rễ của mình nó vững chắc gia tăng cái giá trị bản thân của mình nó vững chắc lên ngày càng gia tăng lên hai cái này mà anh chị phát triển vững chắc nhà thì mỗi ngày cho qua anh chị sẽ ngày càng nhiều tiền hơn mỗi ngày cho qua anh chị là ngày càng giàu hơn tại vì những gì mình nhận được từ bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho, cho cộng đồng mà Nha, nên mỗi ngày cho qua khi mà tuy mình tăng lên mỗi ngày giá trị mình trao cho thị trường nhiều hơn mỗi ngày thì anh chị đang ngày càng giàu lên ngày càng giàu lên ngày càng giàu lên giàu lên một cách bền vững và phát triển chứ không phải giàu một kiểu giàu giàu ngắn hạn anh chị có ba cái kỹ năng mà chúng ta cần phải phát triển liên tục anh chị là thu hút được tiền giữ được tiền và chúng ta phải phát triển được cái nguồn tiền của mình lên Được, anh chị và trong cái kỹ năng mà thu hút dòng tiền ấy các anh chị cũng phải giỏi kỹ năng bán hàng và marketing ừ. và trong nhóm rèn luyện của câu lạc bộ chúng ta anh chị nhóm rèn luyện danh nhân xuất chúng ấy thì uh, thứ nhất là chúng ta sẽ được gì ạ à? uh, làm những cái quy trình để chúng ta có thể khai phá được cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình nói là trong những cái quy trình của câu lạc bộ trong nhóm rèn luyện sẽ giúp anh chị chạm vào được cái con người tiềm thức bên trong của mình luôn và sẽ giúp cho các anh chị có được cái công thức thành công con đường thành công rõ ràng anh chị phải đi từng bước như thế nào để tiến tới mục tiêu của mình anh chị sẽ biết cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức nè à, có thể là ở các buổi zoom anh chị buổi zoom tối tôi chỉ chia sẻ anh chị những cái lý thuyết thôi anh chị thấy hay anh chị ghi chép vô nhưng mà anh chị ứng dụng chưa có được anh chị anh chị chỉ thật sự hiểu nha khi mà anh chị ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình thôi và anh chị chỉ thật sự tin à, thật sự có niềm tin anh chị nha khi mà anh chị à, tạo ra được cái kết quả và quy luật của cuộc sống anh chị là quy luật của niềm tin khi anh chị tin là mình là người như thế nào thì các anh chị sẽ là người y chang như vậy khi mình ứng dụng sơ tiềm thức cũng vậy anh chị mình phải có cái niềm tin nên anh chị nào ở đây mà chúng ta mới bắt đầu ứng dụng sinh tiềm thức và luật hấp dẫn mà mình ứng dụng mình cảm thấy là tiền bạc nó chưa có ok rồi. Chưa có đạt được mục tiêu các kiểu á. Thôi anh chị nha mong muốn có những cái kết quả đột phá hơn. Thì lời khuyên của Tú ấy, anh chị nha là hãy tham gia vào nhóm đại nguyện doanh nhân số chúng đi ạ. Nhóm đề nguyện chính mà ngày ở câu lạc bộ mình ấy. Anh chị sẽ làm được được làm những cái quy trình ở khai phá được cái con người phi thường sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình hồi trước anh chị tú cũng làm những cái quy trình này và từ một con người rất là nhút nhát chưa có tự tin làm gì cũng sợ trở thành một người trang gia năng lượng tự tin mạnh mẽ vì, vì, mình biết rằng là ngay bây giờ lúc này anh chị nha mình không có một mình nữa mà mình đã có sức mạnh của tiềm thức rồi vì mình việc của mình là chỉ cần làm đúng công thức theo cái quy trình thì mình có thể biến được mọi điều trong tâm trí trở thành sự thật luôn và thay vì các anh chị học lý thuyết 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm Thì khi anh chị thực hành những cái quy trình ở trong nhóm rèn luyện anh chị Thì anh chị sẽ rút ngắn cái thời gian anh chị thành công lên rất là nhiều luôn Tiết kiệm được nhiều năm học lý thuyết Và khi anh chị ứng dụng cái quy trình này xong rồi Các anh chị sẽ biết cách sử dụng sức mạnh tiềm thấp luôn Bước 1, bước 2, bước 3 như thế nào Được thực hành hướng dẫn trực tiếp anh chị nha Và rất nhiều anh chị sau khi chúng ta làm cái quy trình này xong Mình thu hút tiền bạc rất là nhiều Và mình gặt hái được rất nhiều thành công Bao trong số anh chị trong nhóm ra huyện Chúng ta thấy là sau khi chúng ta làm xong những cái quy trình ở Trong nhóm ra huyện thì các anh chị thấy là uh, Tiền bạc của mình nó về nhiều hơn Những cái mục tiêu mình đạt được nhanh hơn Và uh, cuộc sống mình nó tốt đẹp hơn Mọi thứ đều thuận lợi hơn rất là nhiều Các anh chị comment tôi nha Tại vì anh chị có niềm tin rồi Anh chị rất là tự tin Tại vì anh chị làm cái quy trình này Trên chính cơ thể mình mà mình có kết quả Có kết quả trên chính cái cơ thể của mình Anh chị tin rất là nhanh Nên là thành ra là À, hiện tại là câu lạc bộ chúng ta đang có một cái nhóm rèn đặc biệt anh chị nha anh chị, những anh chị nào chúng ta muốn có kết quả đột phá chúng ta khao khát thành công anh chị chúng ta khao khát trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức và biến mọi điều trong tâm trí của mình trở thành sự thật à, à, thực hiện đạt các anh chị mục tiêu gì nếu mà anh chị đạt mục tiêu 30 ngày mục tiêu 6 tháng mục tiêu năm thì chúng ta muốn đạt những cái mục tiêu đó các anh chị còn phải gia tăng cho mình cái niềm tin từ niềm tin trong việc ứng dụng mà rất là niềm tin trong việc gì à? Ở, ứng dụng các quy luật của trụ niềm tin vào bản thân của mình nên đây là cái bước để các anh chị hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mình đặt ra trong năm 2024 mục tiêu 30 ngày mục tiêu 6 tháng mục tiêu năm nên anh chị nói đây mà chúng ta chưa tham gia và nhóm rèn luyện rè rè, các anh chị hãy nhắn tin hỏi trưởng nhóm của mình về cái điều kiện tham dự đó à. và khi mà nghe điều kiện rồi anh chị nha hãy ra quyết định là mình có mặt khi anh chị khao khát thực sự thì vũ trụ sẽ bé công hết tất cả mọi thứ giúp anh chị đạt mục tiêu à, đúng không chúng ta làm xong những cái quy trình nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều luôn thay vì chúng ta nhiều năm tự mày mò học lý thuyết không có hiểu đâu anh chị mình chỉ thật sự hiểu khi mình hành động và ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình thôi và cái quy trình này đã thay đổi cuộc sống của tú và hàng nghìn anh chị nên tôi rất là muốn là à, các anh chị ta có mặt trong cái buổi zoom tối hôm nay cùng với câu lạc bộ Ờ à, chúng ta về ra quyết định mình tham gia vào nhóm rèn luyện nha anh chị nha và các anh chị ơi chúng ta cần phải hiểu rằng là trí tuệ là sự giàu có trong vô hạn khi anh chị có trí tuệ rồi các anh chị có thể tạo ra rất nhiều tiền và cuộc cải vật chất luôn tài sản từ đây cho đến mãi về sau thay vì tự mò đường mò bao nhiêu năm nay rồi anh chị thời gian cho qua có lấy là được đâu nên thôi đừng có tự mò nữa bây giờ học về học theo người thành công ứng dụng theo người thành công thành công luôn và bao nhiêu số anh chị chúng ta thấy Trong câu lạc bộ mình có rất nhiều các anh chị Cô chú và các bạn ứng dụng cực kỳ thành công Vì các anh chị của mình số 2.000 đây ạ à. Thành công anh chị ơi Ngoài kia mình nghĩ rằng thành công chắc khó lắm Và câu lạc bộ thấy ui sao nhiều thế không biết nữa Nếu mà cái công thức đó chỉ đúng với một người Thì có thể do họ may mắn anh chị ạ Đúng với vài người có thể do họ thông minh Nhưng đúng với hàng nghìn người Phép màu đến với tất cả mọi người Xảy ra với tất cả mọi người thì không còn may mắn nữa Mà đó là công thức thành công Hey, vì của anh chị ngày hôm nay là khi mà uh, tìm thức của anh chị dẫn dắt anh chị vào buổi dâm tối ngày hôm nay của tú gặp tú nè thì đây là những cái lời nhắc nhở và tín hiệu vũ trụ gửi tới các anh chị đó may anh cho anh chị uh, uh, những cái nguồn lực quý nhân chia sẻ cho anh chị cái lời khuyên uh, vì của anh chị là hành động nha anh chị nha uh, và khi mà các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện 90 ngày coi tập bộ uh, thì uh, trong nhóm rèn luyện này sẽ thiết kế cho các anh chị từng bước một làm sao giúp cho các anh chị thành công đúng không ạ à? à, có thể là giúp cho các anh chị thay đổi được cái rốc rễ của mình nè à. có thể giúp cho các anh chị làm sao để mà trở thành con người có thật nhiều giá trị và chúng ta có thể dùng cái giá trị của mình trao cho anh chị thành công một cách bền có tiền mà chúng ta cần phải học cách làm sao để món ngày cho qua chúng ta là ngày càng giàu hơn ngày càng nhiều tiền hơn và cái điều này các anh chị sẽ được đào tạo được huấn luyện trong nhóm rèn luyện chín ngày hay còn gọi là doanh nhân số chúng đó anh chị tại vì trong nhóm rèn luyện chín ngày của mình ấy ở ngoài cái việc mà chúng ta được học về sức sinh mệnh tình được hấp dẫn ra tư duy những người thành công ra mà chúng ta còn được học về những cái kỹ năng nữa anh chị nha và đây là một trong những cái bước để giúp bà tú có được cái sự thành công nên tôi chia sẻ lại với các anh chị về những cái trải nghiệm của mình, trải nghiệm thành công của mình đó. Chứ học lý thuyết hoài không không thấy thì thấy hay. Ấy. Nhưng các anh chị có thể hiểu và chỉ có thể có niềm tin khi anh chị ứng dụng trên cơ thể của mình thôi. Nha anh chị nha. Ừ, và khi anh chị tham gia vào nhóm này các anh chị sẽ được học về lớp gọi là về cái nhóm mà bán hàng bằng sức mạnh tình thức về về, gì à? À, về, về cách marketing đàm phán chiến lãnh đạo đào tạo kỹ năng nào mà các anh chị những kỹ năng này giúp anh chị gia tăng thu nhập của mình lên đấy là các anh chị sẽ được học hết trong nhóm rèn luyện chị đăng ký tham gia một nhóm ấy là các anh chị được học dài hạn luôn ấy chứ không học có thời hạn đâu anh chị nha các anh chị sẽ được học đi học lại cho tới khi nào mà anh chị thành công thì thôi và câu lạc bộ sẽ cầm tay chỉ việc đồng hành cùng các anh chị chứ không có bỏ cuộc bỏ anh chị đâu chiều khi anh chị từ bỏ cuộc thôi và cái nhóm rèn luyện mà chúng ta học về doanh nhân anh chị mình học về bán hàng và marketing ấy là dùng cái từ bán hàng vậy thôi chứ thật ra là, là là, mình sẽ học cái cách làm sao để mình uh, sau khi anh chị học cách gia tăng giá trị của mình lên rồi gia tăng cái tư duy của mình lên rồi các anh chị sẽ học cách làm sao để mà mình mang cái giá trị đó mình trao ra ngoài thị trường mình giúp đỡ cho thật nhiều người nhất thì được gọi là bán hàng ừ. Uhm cho nên anh chị nhà chúng ta sợ bán hàng sợ kinh doanh thì khi anh chị học uh, nhóm rèn luyện của câu lạc bộ xong là mình yêu bán hàng luôn anh chị mình mê bán hàng luôn mình mình gọi là mình đam mê bán hàng luôn á mình bán hàng như hơi thở và khách hàng sẽ ship hàng dài chờ mình chăm sóc cả năm không hết đúng không ạ ừ. nha anh chị nha à, và đây là cái nhóm rèn luyện giúp cho các anh chị thành công giàu có một cách bền vững làm sao chúng ta có thể là giúp đỡ thật nhiều người và khi mà họ nhận được cái giá trị của anh chị từ sản phẩm dịch vụ mà các anh chị đang đang có giúp họ cải thiện cuộc sống tốt hơn à, thì khi giá trị anh chị trao cho thị trường nhiều hơn thì mình sẽ có nhiều tiền hơn và bao trong số anh chị chúng ta đã hiểu cái công thức để gia tăng thu nhập của mình lên rồi những gì mình nhận được thu nhập của mình có được bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho thị trường anh chị nha được anh chị ơi và trong số anh chị chúng ta đã hiểu rồi thì nắm được cái công thức này rồi vì chúng ta là cần phải hành động. Bằng cách là gì anh chị? Ngay bây giờ lúc này hãy nhắn tin cho chủ nhóm của mình để tham gia vào nhóm rèn luyện anh chị nha. Hãy hỏi chủ nhóm mình điều kiện đi và khi biết điều kiện rồi hãy ra quyết định là mình có mặt. Đừng có chần chừ nhé anh chị. Thời gian anh chị, anh chị khao khát thành công anh chị gặp được câu lạc bộ. Và đây là tín hiệu vũ trụ cho anh chị rồi mà các anh chị còn chần chừ còn suy nghĩ là ơ ờ, thế này thế nọ thế kia để chị suy nghĩ để chị mò có, có con đường nào khác không? Dạ vâng mất thời gian lắm anh chị ạ Mọi nhiêu năm nay là có ra đâu Bây giờ học theo người thành công thì thành công luôn Được anh chị ơi Rồi anh chị nào chúng ta muốn đăng ký tham gia vào nhóm rèn luyện ấy, Thì các anh chị có thể hỏi trường nhóm của mình à, Hỏi trường nhóm của mình về cái điều kiện tham gia nha Được anh chị Và rất là mong muốn là à, tôi rất là mong muốn là à, Trong buổi trưa ngày mai sẽ nhìn thấy à, à, Các anh chị tham gia buổi dung tối hôm nay Có mặt trong nhóm rèn luyện cùng với Tốn và câu lạc bộ Để chúng ta cùng nhau À, phát triển tư duy của mình lên theo dõi những cái niềm tin rốc rễ mà đen chưa có hỗ trợ cho sự thành công của mình và mình gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên anh chị và mình học cái cách để mình mang cái giá trị đó ra ngoài thị trường để đổi tiền về tiền bạc và của các vật chất nha tài sản của mình và tất cả mục tiêu của mình các anh chị sẽ biết được cái công thức làm sao để biến được mọi điều trong tâm trí trở thành ở bên ngoài được anh chị ơi rồi thì đó chính là nội dung mà tôi muốn chia sẻ các anh chị trong buổi tối hôm nay rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi tối hôm nay. Và uh, xin chào và tất cả anh chị vào những cái buổi dung tiếp theo. Và khi mà anh chị đủ khao khát nha, vũ trụ sẽ bay con hết tất cả mọi thứ giúp anh chị có mặt trong nhóm rèn luyện. Cho nên nếu anh chị chưa có mặt trong nhóm rèn luyện thì các anh chị chưa đủ khao khát thôi. Hãy khao khát hơn nữa đi anh chị. Hãy nói cho vũ trụ biết vì sao các anh chị muốn vào trong nhóm rèn luyện để làm gì. Để làm gì? Hãy cho vũ trụ thấy ít nhất 10 lý do các anh chị muốn vào nhóm rèn luyện thì tôi tin chắc nếu các anh chị giữ được cái lý do vì sao anh chị muốn vào nhóm rèn luyện thì vũ trụ sẽ hậu thuẫn cho các anh chị vào trong nhóm rèn luyện anh chị nha rồi cảm ơn anh chị rất nhiều xin chào hẹn gặp lại à, các anh chị về những buổi dung tiếp theo nhé bye bye I love you